tiếng cười người vui quá rồi, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi sáng tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vời trời. Đó là bây giờ mình sang bên đấy. Vâng, xin kính thưa toàn thể hành trình trong buổi hội nghị ngày hôm nay để cùng chúng tôi tham khảo cuộc thi món ăn năm cảm giác đặc trưng của buổi ngày hôm nay. Quan nhân của chúng tôi xin được phục vụ toàn thể quý khách. Vâng, bởi vì các bạn chúng ta ngày hôm nay tôi biết rằng ai đến đây cũng học được tây bắc cũng ngồi trước hạnh phúc về đồ nghi dương. Thay còn bên khác, vâng xin lên đăng ký và chúng tôi xin được làm những cầu góp nối về chúng tôi khách đến quê chia sẻ một con dâu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin kính mời các bạn trẻ chúng tôi từ các nhà cũng đi thăm để chúc mừng mình cho buổi này đêm quý ngày hôm nay. Xin các bạn hãy lên và đăng ký bài hát và tôi xin được một nhịp cầu bắt nối lời hát để chúc của quý khách đến với chia sẻ con dâu ngày hôm nay. Và để mở đầu cho buổi chương trình các nhà ngày hôm nay, xin toàn thể quý khách chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc của Nguyễn Anh Chín được mang tên Thao Thức Về Em và được thể hiện qua tiếng hát của anh Hai. Vâng, xin kính mời cùng lắng nghe. Đây là ngày vui của hai em.
phép tôi gửi tặng em bài hát thao thức về em. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn cho Trọng Nhật quý vị ơi. Đời vỗ tay đây. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đời. Làm sao quên được tuổi thay đời. Cầu mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò. Là đời quay thế sao lo. Sao em ngồi lặng lẽ tin là mạnh thái thế. Hãy xa lời anh đi. Nghĩ gì mà đợi thêm chờ. Nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta tạm hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết sao chẳng thương em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp băng say xuống quê. Cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng.
Thank you.
Vâng, chào mừng chúng ta trở chúng ta lắm để bạn được chúng ta kinh thức về một bài hát. Tiếp theo chương trình âm nhạc ngày hôm nay, xin toàn thể quý khách chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của Ngô Kiều với một ca khúc được mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Vâng, xin mời quý khách cùng lắng nghe. Vâng, xin mời Ngô Kiều. Xin chúng ta cùng bước nhanh về lên đài để cho chương trình chúng ta lúc nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc. Vâng, giờ đây ngày hôm nay tôi biết rằng đây từ đây đến những quý khách chúng ta cũng từng lắng nghe những dòng hát rất là hay. Chắc có lẽ trong lòng rất là phấn khởi ngày hôm nay đến để chúc mừng hạnh phúc cho đôi yên đương. Để các ca vị đã thể hiện những ca khúc rất là hay. Và tiếp theo đó là cô dương của cô dâu ngày hôm nay cũng có một ca khúc để chúc mừng hạnh phúc cho cháu của mình. Và cô sẽ đến với chúng ta một ca khúc được mang tên Chiếc Áo Người Thương. Thank you.